chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 29 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng dự lễ khai mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP, chương trình Mỗi xã một sản phẩm Việt Nam năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt thuế chuyển nhượng bất động sản, kết quả quý 1 năm nay đã thu thêm cho ngân sách nhà nước 380 tỷ đồng. SEA Games 31 đã kết thúc tốt đẹp, nỗ lực để có một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công như thế nào, chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đối thoại với nông dân với sự tham gia của 200 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 10,2 triệu hộ hội viên nông dân cả nước qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại hội nghị, các nông dân đã trực tiếp đặt câu hỏi cho Thủ tướng liên quan đến nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay, như giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình giá cả vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, thúc đẩy chuỗi liên kết các nhà, việc tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối giao thông. Thế đề nghị Thủ tướng cho biết là trong thời gian tới, chính phủ có giải pháp cụ thể gì để nông dân thực sự được vay vốn mà không cần đến tài sản thế chấp, phù hợp với các quy định hiện hành. Cái tiếp cận vốn nó vẫn còn khó khăn. Đấy. Ví dụ như chúng ta kết hợp như anh Tú nói đấy, cả cái thế chấp và tín chấp. Nhưng mà cái tín chấp đang còn khó khăn. Thì cái này tôi đề nghị ngân hàng ông chí xem xét thêm làm sao cho nó phù hợp với tình hình. Và cái quan trọng nhất là bên cạnh đó thì chính quyền địa phương như các ông chí trả lời đã nói đấy thì cũng phải phối hợp với các cơ quan chức năng để mà xác định cái tín chấp là có đúng không. Cái thứ hai nữa là các hộ nông dân thì cũng phải có những cái đề án, những có cái dự án cho nó thật sự rõ ràng, khả thi và hiệu quả. Thì tôi tin chắc là ngân hàng người ta sẽ dễ chấp nhận hơn. Đề nghị các bộ ngành có giải pháp xây dựng các nhà máy chiếu xạ ở các tỉnh phía Bắc để xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Cái chiếu xạ thì tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp, rồi Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ bàn bạc thế nào để mà xử lý vấn đề này cho nhân dân, cho doanh nghiệp một cách nó thỏa đáng. Không nên để phải vận chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh mới chiếu xạ được, làm tăng cái giá thành lên và cái cạnh tranh nó sẽ khó hơn. Thì tôi đề nghị cái này phải giải quyết nhanh. Thủ tướng cũng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc, đồng hành của Quốc hội, vừa qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tiền tệ như giảm lãi suất hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là các chính sách tài khóa như miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền điện, nước. Chính phủ cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông với hàng loạt tuyến cao tốc để giảm chi phí logistics. Trước đó, tối qua, dự lễ khai mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP, chương trình Mỗi xã một sản phẩm Việt Nam năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thảo luận cho ý kiến về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng nêu rõ, để nông sản, trái cây, sản phẩm OCOP phát triển bền vững, cần tập trung giải quyết 5 vấn đề căn bản là xây dựng thương hiệu, quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, hỗ trợ về vốn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, hợp tác công tư, phát triển và mở rộng thị trường, đẩy mạnh tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Thủ tướng tin tưởng rằng với những chủ trương, chính sách đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ phát triển ngày càng vươn xa. Để đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nông sản, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có chuyến công tác tại Thái Lan để làm việc với lãnh đạo tập đoàn Central Group bàn về hợp tác xuất khẩu nông sản, hàng OCOP sang chuỗi siêu thị tại Thái Lan, trong đó có xuất khẩu quả vải. Hai bên đã thống nhất các hình thức hợp tác, đảm bảo quả vải của Việt Nam thuận lợi thông quan. Ngoài ra, tập đoàn Central Group sẽ bán các sản phẩm tại các hệ thống siêu thị Tops, Central Food Homes là chuỗi kinh doanh bán lẻ thực phẩm của tập đoàn. Đây là tín hiệu vui, minh chứng cho việc chiếm lĩnh niềm tin thị trường quốc tế của nông sản Việt Nam. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đánh giá, bên cạnh các yếu tố thuận lợi,
thời gian tới, xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó chi phí logistics tiếp tục là thách thức cho xuất khẩu trong quý 2. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang là khu vực có chi phí logistics cao nhất, chiếm đến 30% giá thành sản phẩm. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bất cập này là do toàn vùng vẫn còn thiếu và yếu về doanh nghiệp logistics. Thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, 13 tỉnh thành trong vùng hiện chỉ có hơn 1.400 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, chiếm hơn 4% số lượng của cả nước. Trong đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp rất hạn chế, chủ yếu là các doanh nghiệp nông nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp thủy sản, tự cung cấp hạ tầng logistics cho sản phẩm của mình. Cái số lượng doanh nghiệp này thì nếu so với các tỉnh thành khác, để cho một ví dụ thì đối với Hà Nội là đang có 5.000 doanh nghiệp và đối với Thành phố Hồ Chí Minh là 10.000 doanh nghiệp, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vừa số lượng ít và quy mô của doanh nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì còn rất hạn chế. Thì lý do tại sao mà chưa có nhiều doanh nghiệp thu hút vào được vùng đồng bằng sông Cửu Long này thì chúng ta cũng có thể thấy được là những cái năng lực về vận tải và hạn chế về hạ tầng cũng là một cái điểm nghẽn rất lớn để cho các doanh nghiệp có thể đầu tư và mở những cái mở rộng hoạt động của mình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hạn chế thì còn nhiều, nhưng nhìn ở góc độ tích cực thì tiềm năng vẫn còn lớn. Trên thực tế đã có những sự liên kết trong thời gian gần đây để hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ sau khi nông sản được chế biến, như một vài ví dụ từ đường biển và đường hàng không trong câu chuyện ngay sau đây. Kho lạnh Mekong Logistics ở Hậu Giang với sức chứa 50.000 pallet là một trong những kho lạnh đơn hiện đại có quy mô lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Đây là trung tâm ra đời từ sự hợp tác của hai tập đoàn lớn trong lĩnh vực thủy sản và logistics đường biển là Minh Phú và Jermadev. Qua thời gian sử dụng thì mới nhận định được rằng là cái mô hình này rất là hiệu quả vì nó tận dụng được cái thế mạnh giữa hai tập đoàn. Minh Phú có thể sử dụng cái kho lạnh hiện đại và tích hợp luôn đã cả cái dịch vụ chuỗi logistics cũng như hệ thống cảng hiện đại của Jermadev. Chính vì có cái kho lạnh để cho cái giá trị hàng hóa nó sẽ được nâng cao. Ở đường hàng không, cái bắt tay giữa ACG và CAS đang giúp cho nông sản có thể giảm giá cước lên đến 30% và công nghệ điều chỉnh khí, thời gian bảo quản trái cây lâu hơn từ 2 đến 4 lần so với các phương pháp khác. Với thế mạnh là đường hàng không, ACG có dịch vụ thuê chuyến định kỳ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các nước như Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Chúng tôi đã liên kết với công ty CSS khi mà hàng đưa vào kho thì họ xử lý và chúng tôi chủ động được cái thời gian ra hàng. Cũng như là khi mà hàng ra bao nhiêu, số lượng bao nhiêu thì chúng tôi có thể fulfill được chỉ đúng chuyến bay đấy. Những sự hợp tác này được xem là mối nối tích cực, dù chưa nhiều nhưng đã mở ra cơ hội tìm đường xuất ngoại nhiều hơn cho nông sản miền Tây. Những mô hình đó hiện nay thì cũng còn chưa được phổ biến, chúng ta cũng hy vọng là có thể có nhiều hơn nữa. Nhưng trong bối cảnh đó thì cái sự hình thành của cái hiệp hội logistics của đồng bằng sông Cửu Long thì cũng sẽ là một cái địa chỉ rất là tốt để có thể tập hợp được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở khu vực đồng bằng và qua đó thì tạo ra một cái địa chỉ tin cậy để các chủ hàng có thể trao đổi, có thể là góp ý phản ánh. Dự kiến vào cuối năm nay, Hiệp hội các doanh nghiệp Logistics Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ra mắt. Sự kiện này được kỳ vọng là khởi đầu cho câu chuyện bó đũa để tập hợp sức mạnh của các đơn vị trong ngành, cùng nhau hoàn thiện chuỗi Logistics cho nông sản trong tất cả các khâu liên quan. Sẽ còn nhiều khó khăn và cần thêm thời gian để mục tiêu ấy thành hiện thực. Nhưng từ đây, bức tranh Logistics Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều nét phác thảo đầy lạc quan. Khai giá giao dịch thấp hơn so với thực tế trong chuyển nhượng bất động sản để gian lận trốn thuế. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến thời gian qua, gây thất thu ngân sách nhà nước. Ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực này. Kết quả là quý 1 năm nay đã điều chỉnh giá giao dịch trên 10.800 hồ sơ, thu thêm cho ngân sách 380 tỷ đồng. Tuy nhiên, để xử lý triệt để vẫn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Để tránh tình trạng kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn so với thực tế, theo các chuyên gia, giải pháp căn cơ đầu tiên chính là phải xây dựng khung giá đất từ cơ quan thuế, bởi hiện nay bảng giá đất có nơi chỉ bằng 10 đến 15% giá thị trường, thậm chí còn thấp hơn. Đối với người dân xưa nay thì kê khai nhiêu thì mọi người thoải mái kê khai. Cứ căn cứ theo cái giá nhà nước quy định người ta kê khai thôi. Còn bây giờ kê khai theo giá thực tế thì đa số người ta đều phản ứng hết. Mà để chống cái thất thu thuế thì cũng
cộng chứng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, để đồng bộ các giải pháp trong việc siết chặt thuế chuyển nhượng, còn cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp với ngành thuế. Các giao dịch mua bán bất động sản cần phải thanh toán qua ngân hàng. Đồng thời, cơ quan công chứng cũng phải thực hiện công chứng hợp đồng mua bán bất động sản chuẩn xác với giá thị trường, chứ không chỉ đơn thuần xác nhận chữ ký thỏa thuận của hai bên như hiện nay. Chúng ta phải có những quy định pháp luật tạo điều kiện cho cơ quan công chứng. Họ có thể là từ chối xác nhận những hợp đồng mà họ cho rằng là những hợp đồng đó là nó coi như là vi phạm pháp luật. Nó không phản ánh đúng cái giá trị thực tế cụ thể là như vậy của cái bất động sản đó. Thứ nhất là dựa vào bản thân cái giá bán của cái bất động sản đó trong thời gian gần nhất. Cái thứ hai là căn cứ vào một số cái hồ sơ giao dịch bất động sản tại cơ quan thuế mà có vị trí tương đồng là cùng địa bàn. Cái thứ ba nữa là qua những cái trang mạng quảng cáo, những cái website về bất động sản. Theo cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm nay đã có nhiều sự chuyển biến tích cực việc người dân kê khai giá tương đối sát với thực tế. Bởi Tổng cục Thuế đã có chỉ thị yêu cầu kiểm tra lịch sử các lần giao dịch, so sánh và chấn chỉnh nếu phát hiện người nộp kê khai thấp hơn giá thực tế. Về góc độ người mua bán, nếu kê khai đúng giá thị trường thì sẽ không phải chịu mức thuế cao cho lần chuyển nhượng tiếp theo. Trong phần tiếp theo của bản tin, SEA Games 31 đã kết thúc tốt đẹp. Nỗ lực để có một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công như thế nào, chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin. TechU Startup Day, cơ hội khởi nghiệp cho cộng đồng người trẻ lứa tuổi từ 18 đến 25. Thưa quý vị, SEA Games 31 đã kết thúc được một tuần, thế nhưng dư âm của một kỳ đại hội thể thao đặc biệt vẫn khiến nhiều người bồi hồi. Chúng ta đã có 17 ngày đáng nhớ với nhiều ấn tượng tốt đẹp, những cuộc tranh tài hấp dẫn của gần 5.000 vận động viên với tinh thần thi đấu thể thao trong sáng và cao thượng. Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn với hàng loạt những thành tích ấn tượng về chuyên môn, bảo đảm công bằng, công khai với rất nhiều môn thể thao Olympic, ASEAN, sự tham gia của rất nhiều trọng tài quốc tế. Số lượng 205 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao lần này là nhiều nhất mà một quốc gia đạt được qua tất cả các kỳ SEA Games. Cùng với vị trí thứ nhất toàn đoàn khi giành tổng cộng 446 huy chương, thể thao Việt Nam cũng đã dẫn đầu nhiều nội dung thi đấu trong các bộ môn thể thao của Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN và Đại hội Thể thao Thế giới Olympic, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và khẳng định vị thế của thể thao nước nhà. Chúc mừng thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các huấn luyện viên và vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới về số huy chương vàng mà một đoàn thể thao có thể giành được ở một kỳ SEA Games. Công tác hậu cần, đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch bệnh cũng đã được nước chủ nhà Việt Nam tổ chức thành công. Một kỳ SEA Games đảm bảo được tính khách quan, sự công bằng, trung thực của thể thao. Một kỳ SEA Games xanh, thân thiện và mến khách. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games và đã được trải nghiệm một bầu không khí tuyệt vời. Các khán giả tại Việt Nam rất cuồng nhiệt và dù không mang về được huy chương nhưng tôi hy vọng rằng sẽ được quay trở lại đây thêm một lần nữa. Chúng tôi muốn dành sự cảm ơn tới ban tổ chức của SEA Games 31. Các bạn đã hỗ trợ đội tuyển Campuchia rất nhiều và chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhớ Việt Nam khi trở về nhà. Người hâm mộ thể thao cả nước trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31 đã luôn sát cánh, theo dõi, cổ vũ cuồng nhiệt các vận động viên không chỉ Việt Nam mà từ nhiều đoàn thể thao của các nước thi đấu. Sự nhiệt tình, thân thiện, mến khách của nước chủ nhà góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa con người Việt Nam, đem lại một kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử, đồng thời lan tỏa thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Chiến thắng của tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng, chiến thắng chính mình của tình đoàn kết và tình hữu nghị các dân tộc. Vượt qua giá trị của sự kiện Ngày hội Thể thao Đông Nam Á, SEA Games 31 với những dấu ấn của nước chủ nhà Việt Nam đã khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của ASEAN, đó là đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trước khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 được diễn ra, có rất nhiều lo lắng về công tác tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Thế nhưng tổ chức thành công SEA Games 31 là trách nhiệm của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, qua đó thể hiện nỗ lực, quyết tâm rất cao của chính phủ khi vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức SEA Games 31 rất thành công. Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, nên tại cuộc họp Hội đồng Thể thao Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 năm 2021, một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại về khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình tổ chức đại hội và có ý kiến đề xuất hoãn việc tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc di chuyển giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn. Nhiều đường bay đến Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á chưa được mở cửa trở lại. Thậm chí có thời điểm cũng đã có ý kiến băn khoăn về khả năng xin thôi không tổ chức sự kiện này. Trước những khó khăn trên, được giao nhiệm vụ tổ chức SEA Games 31, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5 năm 2022. Trong nhiều phiên họp chính phủ thường kỳ và đi kiểm tra công tác chuẩn bị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tinh thần khẩn trương nhất để tổ chức SEA Games 31 trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Việc đăng cai và tham gia đại hội lần này, ngoài khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam tại đấu trường thể thao khu vực, còn có nhiệm vụ rất quan trọng là quảng bá hình ảnh của đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa Việt Nam, nâng cao vị thế Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và bạn bè các quốc gia Đông Nam Á. Vâng ạ, có thể thấy Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đang phục hồi phát triển kinh tế sau dịch, mở cửa tất cả các hoạt động. Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta có được một kỳ SEA Games thành công. Xác định phòng chống COVID-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, góp phần cho việc tổ chức thành công SEA Games 31, đã có hơn 1.000 cán bộ y tế tham gia phục vụ SEA Games 31. Trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan khác đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vaccine được xác định là lá chắn hiệu quả nhất bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền. Kể từ mũi đầu tiên được tiêm vào tháng 3 năm 2021, Việt Nam đã thành công chiến lược vaccine đi sau về trước, trở thành một trong 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới, đã tiêm được hơn 220 triệu liều trong tổng số hơn 244 triệu liều đã tiếp nhận. Với chiến dịch lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng, hàng chục nghìn cơ sở y tế, hàng vạn cán bộ y tế và các lực lượng khác đã được huy động. Việc phân bổ vaccine và triển khai tiêm chủng được bố trí linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn dịch và tình hình của từng địa phương, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường mới. Hiện tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đều đã được tiêm đủ 2 liều cơ bản và tỷ lệ bao phủ mũi 3 là gần 62%. Tỷ lệ bao phủ mũi 2 cho trẻ 12 đến 17 tuổi đạt 97%, còn với trẻ 5 đến 11 tuổi đã tiêm được xấp xỉ 4 triệu liều. Ngày hội thể thao đã thực sự ghi dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế bởi sự chuyên nghiệp, an toàn, chú đáo, không khí lễ hội thân thiện và hiếu khách, qua đó tăng cơ hội đón khách quốc tế quay trở lại, xây dựng hình ảnh Việt Nam điểm đến an toàn và hấp dẫn. Với quy mô gần 4.000 m², trung tâm báo chí đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia là trái tim truyền đi những thông tin nóng hổi nhất của SEA Games 31. Có khoảng 600 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại đây. Phóng viên của đài MediaCorp Singapore đến Việt Nam ở cả hai kỳ SEA Games mà Việt Nam là nước chủ nhà. 19 năm trước tôi có mặt ở Việt Nam để đưa tin về SEA Games 23. Sau đó tôi đã đi du lịch Việt Nam vài lần. Tôi vẫn thường theo sát những thông tin về các vận động viên của Việt Nam. Kỳ SEA Games này, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ dành vài ngày ở Hà Nội và ăn một số món ăn đường phố mà tôi ưa thích. Các khu vực phục vụ tác nghiệp rất chuyên nghiệp và mọi thứ được kết nối nhanh chóng, thuận lợi. Tôi cũng đã lên kế hoạch trở lại Việt Nam, đi thăm các thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Từng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, với tôi, ban tổ chức tại Việt Nam phối hợp rất tốt, tạo thuận lợi tối đa cho tất cả các đoàn tham gia. Hàng trăm tour du lịch được xây dựng phục vụ các đoàn vận động viên, phóng viên báo chí, khách quốc tế ở cả 12 địa phương có môn thi đấu.
trong đó có nhiều tour du lịch miễn phí. Các bạn luôn để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp, con người thân thiện, hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình. Rất vui khi tôi lại được đến đây kỳ SEA Games lần này. Còn các trang báo quốc tế như Bangkok Post của Thái Lan, Straits Times của Singapore đều có nhiều bài viết đánh giá. Kỳ SEA Games do Việt Nam tổ chức hướng tới một đại hội thể thao công bằng khi 40 môn thể thao được lựa chọn có ít những môn mang tính thế mạnh của quốc gia. Và SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam như một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường sau đại dịch. Xin được chuyển sang thông tin khác. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang ngày càng phát triển với số lượng startup, quỹ đầu tư và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ngày một nhiều. Tuy nhiên, đa phần các nguồn lực mới chỉ tập trung hỗ trợ cho các startup founder có nhiều năm kinh nghiệm khởi nghiệp. Trong khi đó, cộng đồng khởi nghiệp của người trẻ từ 18 đến 25 tuổi, lứa tuổi nhiệt huyết lại chưa được chú tâm. Thực tế, nhiều phát minh công nghệ của thế giới được tạo ra bởi những nhà sáng lập ở độ tuổi này như là Microsoft, Google, Facebook hay là Snapchat. Đó là lý do mà Ngày hội khởi nghiệp nhằm truyền hứng cho các bạn trẻ đã được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội. Lắng nghe kinh nghiệm khởi nghiệp của những người thành công đi trước. Tiếp cận cơ hội hỗ trợ startup của chương trình Tech Youth Incubator, vườn ươm khởi nghiệp của Việt Nam. Đó là hai trong số những lợi ích mà các bạn sinh viên có được khi tham gia Tech Youth Startup Day, ngày hội khởi nghiệp công nghệ dành cho các bạn trẻ. Mình rất là choáng ngợp vì cái quy mô và cũng như cái khâu tổ chức do các bạn sinh viên tổ chức, tất cả mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp ạ. Những cái buổi chia sẻ của Upload như thế này sẽ cung cấp thêm những cái kiến thức cũng như là truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ. Từ lứa tuổi nhỏ cho đến lớn hay trưởng thành, các bạn sẽ có thêm những kiến thức, kinh nghiệm cho những cái startup, cho những cái công việc kinh doanh sau này của các bạn ạ. Chương trình do Upload, một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ dành cho người trẻ từ 18 đến 25 thực hiện. Đây là một tổ chức do nhóm các sinh viên đang học tập và làm việc tại các tập đoàn và trường đại học hàng đầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới thành lập. Trong vòng một năm, Upload đã hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ gọi được 2,5 triệu đô la Mỹ vốn, tạo ra cộng đồng khởi nghiệp trẻ hơn 2.000 thành viên. Một số startup trẻ nổi bật đã thành công từ Upload như GameFox, YouCall. Nếu nhìn ra thế giới, các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển khác, thì việc người trẻ khởi nghiệp là một việc rất là thường thấy. Và rất nhiều startup do sinh viên thành lập đã phát triển và trở thành những startup kỳ lân. Cái vấn đề nó không nằm ở độ tuổi, mà nó nằm ở những cái nguồn lực hỗ trợ. Rằng những startup sinh viên ở bên Mỹ, họ dám làm startup và họ cần nguồn lực gì thì có nguồn lực đó ở hệ sinh thái hỗ trợ họ. Nhưng ở Việt Nam thì chưa có. Và Upload muốn đem điều này về Việt Nam, mời những chuyên gia hàng đầu hệ sinh thái, mời những công ty lớn nhất trong hệ sinh thái đổ nguồn lực vào, nó sẽ trở thành một cái bệ phóng giúp các bạn startup có thể làm những startup thành công và thậm chí là vươn ra tầm khu vực. Sự kiện ngày khởi nghiệp còn là cơ hội để các bạn trẻ kết nối với các lãnh đạo đến từ những công ty khởi nghiệp Việt Nam thành công như Finhay, Bay.vn, Gmo, từ đó được truyền cảm hứng và thêm tự tin trên bước đường khởi nghiệp của mình. Và tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết tại một số nơi trong nước và quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị đừng quên có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.